Dạ. Sang cái chốc. Vâng ạ. Rồi, chào cô. Sau này là trường chuyên chuyển lên thị trấn Mường Côi. Vâng. Đấy, tức là cái gốc của nó là ở Cổ Hạ đấy. Đúng rồi. Đấy. Thì thầy về đấy là cùng với thầy Doanh trưởng phòng giáo dục. Vâng. Tấm này thầy Giang Nam đấy. Thầy Nam Toán. Thầy Nam Toán đấy. Thầy gọi là thầy Nam Nùn. Nam Nùn. Thầy Đông Nga thế gọi là thầy Nam Nùn. Bây giờ thầy ở chỗ Nga Tư Bà thị trấn Mường Côi đấy. Vâng. Tức là mấy thầy là về cùng với trường, cùng trường đấy là cùng một năm. Thế là vào cái năm 82, em ạ. 82, đúng không? Thầy về năm 82. Thầy về năm 82 mà. Cũng là năm đầu tiên của trường Bồ Sĩ. Thầy Doanh với thầy Nam, còn thầy thì lại từ Bình Thái lại chuyển về. Vâng. Thế về đấy thì dạy là, thầy nhớ nhất là có một cái cặp một chị em là thế này. Chị em là cái cô Nhung ấy, bây giờ làm ở cái Đài Tiếng Nói Việt Nam, trưởng ban thể sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dạ vâng. Và cô em là cô Nhanh. Vâng. Đấy, thì bây giờ cũng đang ở cái chỗ đấy. À, cũng ở Đài Truyền Việt Nam. Ừ, dạ. Ở đài, tức là VOV. À, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dạ. Thì nó làm việc ở đấy. Dạ. Còn cô chị thì là trưởng ban thời sự của cái Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng. Đấy, thì nhớ nhất là cái khóa thứ hai đấy là thầy dạy ở cái chỗ đấy. Khóa hai vâng. Thế còn năm 86 là chuyển hết lên trên Quỳnh Côi. Dạ vâng. Thì lúc bây giờ là tôi nhớ là ở cái ngã Tư Bạt đấy, đầu tiên là ở ngã Tư Bạt. Dạ vâng. Ở cái phòng lao động. Đúng rồi, phòng lao động. Ừ, cái phòng lao động tức là lúc bây giờ là thầy Du thầy làm một cái máy lán ở ngay cái ngã Tư Bạt nhìn ra thì nó mới sập xuống, cả cái mái nó trôi xuống. Vâng. Ừ, nó nhiều cái kỷ niệm lắm. Thế mà cái năm ấy thì là thầy dạy cái chị của cái cô Thanh ấy. Vâng. Cô Thanh bây giờ là đang là giảng viên ở cái trường Đại học Sư phạm. Chị Thảo, chị Thảo. Ờ, đấy là chị Thảo. Chị Thảo, vâng. Chị Thảo bây giờ là trường chuyên sư phạm. Đấy. Cô Thanh thì là giáo viên trường A. Ừ. Vâng. Đấy, thì bây giờ nó chuyển đi thì thầy không biết nhưng mà trước là nó ở giảng viên của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Vâng. Thì cái cô em là cô Thanh ấy là đạt giải nhất văn toàn quốc. Đúng rồi. Thế lúc bây giờ đấy. Hình như là chị Thảo cũng là giải nhất văn đấy thầy. Thảo thì lúc bây giờ nó không phải là giải nhất văn. Mà sau này là cái cô em nó vâng, về Thanh thì là giải nhất duy nhất văn toàn quốc. Đúng rồi. Cùng với cái em Điệp là ở cái chỗ Tư Kinh Đông Hải này rồi. Là giải nhất lý. Lý, vâng. Nhưng mà lý thì nó nhiều đồng giải nhất. Vâng. Còn cái văn thì nó duy nhất cái giải nhất văn toàn quốc. Vâng. Lúc bây giờ thầy là đang được nghỉ ở nhà thì là cô Hiên cô ấy về cô ấy bảo là anh ạ là họ muốn là mời anh lên để làm cái video của cái Thanh là mình có cái đánh giá là những học sinh mà đã trải qua trường chuyên thì hầu như bây giờ thành đạt hết nhé. Rất là nhiều các cái thế hệ tụi em. Ừ. Đấy thì về sau cũng rất là tiếc là cái trường chuyên của mình lại không kéo dài được. Tức là năm 97 họ đi xóa đi mất. Lại xóa đi mất, thật ra là cũng rất là tiếc. Đúng rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì tại chỗ bọn em từ Cầu Hạ lên dân Quỳnh Côi rồi đi đến 6-7 cái địa điểm. Rồi. Chuyển vào lớp nọ trường kia rất là vất vả. Ừ. Nhưng rồi là điều kiện học hành thiếu thốn các thầy giảng dạy thì ngày xưa các thầy nói thẳng ra là đều rất là nghèo. Hoàn toàn là vì cái tâm huyết cái xương của bọn em. Nhưng mà vẫn đào tạo ra được các cái lứa học sinh thi giải tỉnh, giải quốc gia rất là cũng là có những cái thành tích cao. Nhưng mà cái quý nhất mà bọn em cũng hay nói chuyện thì uống cà phê nói chuyện nhau là cái quý nhất mà em thấy là tất cả gần như là tất cả mọi người mà em tiếp xúc là học sinh trường chuyên. Thì đợt này thì bọn em có một cái mong muốn là thứ nhất là được tri ân tất cả các thầy cô và các thế hệ
và các cán bộ, các nhân viên. Ừ. Cô thư viện thật ra thì đối với các thế học sinh thì cũng là một cái kỷ niệm mà gắn bó với ngày xưa là học xa nhà, thế rồi điều kiện cũng thiếu thốn, các cô lo giấc ngủ miếng ăn. Đấy, thế rồi là các thầy thì đấy dạy đêm dạy hôm, rồi là lớp thì dột dột bọ đố cả. Ừ. Thì hình thành nên cho mình mà bố mẹ mình cũng tự hào. Thế thì cũng em có cái đôi lời chia sẻ với, và thực sự là em cũng mạn phép thay mặt tất cả các anh chị em của học sinh là thực sự là rất biết ơn các thầy cô. Ừ. Thực sự là như thế, nên là cái từ cái tâm nguyện đấy thì bọn em mới mong muốn là làm sao kết nối được tất cả các anh chị từ khoa 1 là lớp anh qua qua ai là chị Lan Anh, chị Nga các thứ đấy. Ừ. Đến cái thế hệ khóa 19 là các bạn sinh năm 87 đấy, thì cũng chia sẻ với thầy là đấy Quỳnh Giao. Dạ. Xong rồi là thầy Đặng. Dạ. Thầy Đặng là An Hiệp. Thế là các thầy là cứ quay vào với nhau để dạy một cái đội tuyển văn. Dạ vâng. Đấy là có mấy cụ như thế. Dạ. Đây là cái cụ lớp trước với thầy. Vâng. Tức là lớp trước cùng. Lúc bây giờ các thầy nổi tiếng lắm. Dạ vâng. Ừ. Thế là nó thành cái bạn đấy. Đấy. Vâng. Đấy là văn chương ấy. Vâng, văn chương. Là lúc bây giờ là thầy mới ở Quỳnh Thái, thầy về Trường Chuyên. Thì cứ thế này là vì thầy Hiển thầy dạy ở trường Lâm Bài mà. Thầy viết sách để cho học sinh cấp 2 học là trường Lâm Bài ấy. Dạ vâng. Như các con là Bình An. Ừ, thì có một con thôi. Một cô gái. Thầy chết lâu lâu rồi. Dạ vâng. Thầy Hiển đấy. Dạ. Thế còn thầy Thứ nữa, thầy Thứ thì là không dạy lớp cuối cấp, nhưng mà thầy là có cái tài như này là thầy sáng tác cái chuyện ngắn rất là giỏi. Dạ vâng. Thầy đã có một cái chuyện ngắn là in ở trong cái chuyện ngắn của Việt Nam. Dạ. Tức là 45-75. Dạ vâng. Là có cái chuyện ngắn là Chiếc Vai Bừa Gỗ Nhãn. Đấy là tác giả là thầy Thứ ở trường Ngân Bài. Dạ vâng. Thế cho nên cái trường Ngân Bài nó là nổi tiếng là cái có thương hiệu gốc văn chương ở cái huyện của mình. Dạ vâng. Ừ, dạ. Nổi tiếng lắm. Thế mà ai đã được học qua Ngân Bài thì phải nói là rất tự hào. Dạ. Cũng giống như là các em học qua Trường Chuyên. Ừ, cũng thế. Thì thầy là về đấy thì có nhớ một cái cậu nữa là bây giờ cũng quên tên nó rồi, nhưng mà nó ở Điện Biên cơ. Thế xong về đấy là học ngay cái khóa đầu tiên ấy. Còn cái khóa thứ hai thứ ba thì mới là cái chỗ cái Nhung dùng bánh dùng bánh ở đây chúng ta Việt Nam đấy.